phòng ngủ mà không đủ chi phí thì sao bạn không thử tham khảo dạng phòng này? Dự án nằm ngay đường 32 trung tâm quận 10 luôn đó. Phòng theo tông màu trắng xám gỗ nên nhìn không gian sang như một căn hộ dịch vụ vậy. Vì ban công có view nhà hàng xóm nhưng bù lại rộng rãi và lấy chọn ánh nắng cho cả phòng luôn nhé. Phòng được thiết kế có gác nên sẽ được tăng gấp đôi diện tích, chia thành hai khu vực sinh hoạt. Không gian bên dưới đã được trang bị full nội thất từ A đến Z nhưng vẫn còn dư rất là nhiều diện tích luôn. Còn phần gác bên trên rộng không thua gì đâu. Thiếu điều các bạn mua thêm cái rèm kéo qua nữa là như một phòng ngủ riêng biệt, mà gác bên đây thì chỉ ngồi được thôi nha. Nhà vệ sinh cũng được lót full nhà me nên là nhìn sạch sành xanh luôn ha. Rồi, phòng đang cho thuê 8.5 và cũng là giải pháp cho ai tìm một phòng ngủ mà giá cao quá thì có thể tham khảo dạng có gác, vừa ở được nhiều người vừa có nhiều không gian hơn. Còn ai có nhu cầu nào nữa thì vào group cộng đồng 2fan luôn được cập nhật đầy đủ.